Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2021, ngày đầu tiên của năm 2021 tính theo năm dương. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành làm video clip chia sẻ tới tất cả quý vị, quý khách hàng. Thì trong năm 2021 chúng tôi tung ra chiến lược đó là sản xuất hoành phi cầu đối với số lượng lớn. Trung bình chúng tôi một ngày lắp từ 12 tới 15 bộ. Thì quý vị nhân lên một tháng 30 ngày, nó lên khoảng hơn 300 bộ. Và trên mình các bạn đang xem đây là toàn bộ phần phôi của bức hoành phi. Đây là tấm ván. Và tấm ván này chúng tôi cũng giới thiệu luôn, nó có rất nhiều thông số kích thước. Chúng tôi nói về độ dày. Độ dày của nó có các loại như 1.8 cm, 2 cm và 3.4 chấm. Tức là độ dày của ván là dày 3 cm. Và trên mình các bạn đang xem đây là hai cái mẫu hoành phi mà chúng tôi sản xuất. Chúng tôi bán cho các cái đại lý cấp 2, cấp 3 trên toàn quốc như các cái tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh nhập với số lượng lớn. Chúng tôi đáp ứng một ngày từ 12 tới 15 bộ cho các đại lý cửa hàng. Quý khách có nhu cầu về làm hoành phi cầu đối thì quý khách nên đặt sớm trong cái dịp Tết Nguyên Đán này, thì chúng tôi sẽ hoàn thiện sớm cho quý khách. Quý khách mà đặt muộn quá thì chúng tôi sẽ hoàn thiện không kịp. Đây là hai cái mẫu của chúng tôi bán chạy nhất trong cái thời gian vừa qua, năm 2020 và năm 2021 này chúng tôi vẫn tiếp tục sản xuất hai mẫu này. Và chúng tôi sản xuất với số lượng lớn hơn nữa vì chúng tôi có một đội ngũ thợ thuyền rất là đông. Trên 100 thợ và chúng tôi hoạt động hết công suất, chúng tôi có thể tăng ca đêm từ 2 giờ đến 4 giờ sáng nữa để đáp ứng kịp cho quý vị. Chúng tôi tăng ca liên tục. Và mẫu bánh phi này quý vị có thể xem trên thị trường, chúng tôi đã sản xuất ra rất nhiều, đáp ứng tới các cửa hàng, các tỉnh lẻ cũng như tới tay người tiêu dùng. Thường những người tiêu dùng thì chúng tôi sẽ bán là ván dày 3 phân, khuôn tranh dày 7 phân. Còn nếu chúng tôi nhập cho các đại lý cửa hàng thì đa số họ chỉ nhập của chúng tôi đó là ván dày 2 phân, khuôn tranh dày 6 phân. Nếu hàng dày hơn thì nó sẽ đảm bảo hơn. Quý khách lưu ý. Và video này đang được quay trực tiếp tại xưởng sản xuất hoành phi cầu đối của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đó là phần phôi của bộ hoành phi cầu đối, đó là các cái tấm ván. Thì chúng tôi có 3 loại, 1.8, 2 chấm và 3 chấm. Tức là dày 3 cm. Để cho quý vị tham khảo, lựa chọn và mua sắm trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Và trong những ngày tới chúng tôi sẽ giới thiệu khi chúng tôi lắp thành bộ. Và đây là chúng tôi đang để rời các cái tấm ván với nhau. Và phần khuôn là chúng tôi bao bọc bên ngoài, chúng tôi đang đục tay nốt để lắp lên. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Quý khách liên hệ qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Hiện nay rất nhiều các cái cơ sở trên thị trường đã nhái hàng của chúng tôi, nhưng mà các cái mẫu mã nó không được đẹp. Toàn bộ các cái mẫu mã này là do nghệ nhân vẽ bằng tay, nên khi chúng tôi đục bằng tay thì nó trông rất là có hồn. Toàn bộ các cái mẫu ba chữ Đức Lưu Quang có phụ đề tiếng Việt và bức lồng cuốn thư thì chúng tôi có hai bức phụ đề và một bức không phụ đề. Trên mình các bạn đang xem đây, ba bức lồng cuốn thư, thì hai bức phụ đề tiếng Việt và một bức không. Chúng tôi sản xuất mẫu mã hoành phi cầu đối rất là đa dạng. Quý khách có thể xem kỹ chi tiết từng bộ sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu. Quý khách đã có thể đặt hàng online mà không cần về trực tiếp. Trung bình chúng tôi ra một ngày từ 12 tới 15 bộ. Chúng tôi đã đạt hết công suất. Thì năm tới này chúng tôi sẽ tuyển thêm nhiều thợ nữa để đáp ứng tới nhu cầu thị trường mua sắm về hoành phi cầu đối ngày càng cao. Và chúng tôi phải giải các cái tấm ván này để phơi khô cho gỗ nó đảm bảo không bị nứt xé.
để cho tới tay người tiêu dùng được yên tâm và an toàn hơn. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để có thể xem thêm các cái sản phẩm về đồ thờ cúng tâm linh cũng như về hoành phi câu đối và các cái sản phẩm như ngựa thờ, khám thờ và tượng Phật, tượng quan. Cảm ơn quý khách đã bỏ ra chút ít thời gian để xem các video clip của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.